chắc chắn một điều là em trái tim rất là ấm áp. Ga lăng á, không phải ga lăng với một mình em mà phải ga lăng với tất cả mọi người. Hôm nay anh có cái món quà này tặng đến Chẹp. Nếu sau này mình tìm hiểu nhau thì em có đồng ý làm vợ anh không? Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hả màn. Rồi xin mời bạn trai. Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Trung Hậu. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang là một đầu bếp. Đầu bếp? Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời bạn. Bạn giới thiệu về em mình. Em tên là Lê Nguyễn Mỹ Ngân, em 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Ngân có thể giới thiệu một chút về mình, ưu điểm hay khuyết điểm của mình, sở thích của mình chẳng hạn. Khuyết điểm của em là hay quên đường, không có biết đường. Giống chị cũng vậy á. Em thấy người Sài Gòn ai cũng vậy, không có biết được. Quê mình ở đâu? Em ở đây, em ở Sài Gòn. Hồi xưa giờ mình có bạn mối tình nào chưa? Dạ chưa. Có hiểu nguyên nhân tại sao mình không có bạn trai không? Dạ không, em thấy mình hoàng. Rồi thôi giờ để bạn trai bên kia nói đi rồi mình chia sẻ. Bạn trai giới thiệu rồi đó, tới bạn đi. Dạ vâng, thì đối với một người đàn ông làm bếp á, thì nói chung là nhìn vào em thì mọi người thấy là có thể là nấu ăn ngon đúng không ạ? Bởi vì đa số là những người đầu bếp mà nam á thì họ hay to, và đó là cái khuyết điểm của em về cái ngoại hình. Nhưng mà em chắc chắn một điều là em cũng trái tim rất là ấm áp. Và bạn to bởi vì bạn nếm nhiều ăn nhiều hay là do cơ địa nó vậy rồi? Dạ không, từ nhỏ đến lớn em là như vậy anh. Khi đến mà đối với cái nghề đầu bếp á thì em làm 5 năm trong ngành du lịch, thì nói chung là cũng sẽ cũng có một bước ngoặt để mình chuyển cái nghề qua. Nhưng mà ngày xưa làm du lịch thì ăn cơm bá tánh nó nhiều quá nên nó mập. Người ta nói rằng á, đàn ông mà làm đầu bếp thì nó yếu lắm. Yếu vụ gì anh? Nhiều vụ lắm. Anh ví dụ em nghe thử. Với em chắc chắn là em là mạnh toàn diện. Mạnh toàn diện không? Dạ. Sở thích của bạn là gì? Dạ sở thích của em hả? Nhiều lắm anh. Thí dụ như là người yêu nói là anh ơi em thèm cái này quá. Ok, thì trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng là sẽ có cái món đó tặng cho người yêu mình. Món bạn nấu ngon nhất là món gì? Nhiều lắm. Nói chung là nấu món nào cũng ngon, tại vì mình là đầu bếp mà. Nhưng mà em làm bếp ở nhà hàng nào? Dạ, ngày xưa thì em làm ở số 2 Lê Quý Đôn chị. Nhưng mà hiện tại gần nhất thì em đang làm ở Thủ Đức. Em làm ở quán nướng Biển Lửa. Nhưng mà mình ở đâu? Mình ở Sài Gòn chứ hả? Dạ, nhà em ở Sài Gòn, nhà em ở quận Bình Tân á chị. Rồi mỗi ngày mình đi lên đi về Thủ Đức mình làm? Dạ không, em làm ở bên đó thì 2 tuần em về nhà một lần. Em thích cái mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích đàn ông là phải biết nghĩ, nói ít thôi, hành động và làm nhiều. Phải cao trên 1.75 trở lên. Tại sao? Em đâu có cao lắm đâu mà phải cao trên 1.75. Tại vì em nhỏ rồi nên em muốn người đó phải to con để bảo vệ cho em. Những điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích hả? Là không gia trưởng. Với lại là khi mà ga lăng á, không phải ga lăng với một mình em mà phải ga lăng với tất cả mọi người. Trời, ga lăng tất cả mọi người là sao? Có nghĩa là trong cách cư xử á chị, có những người em đi chơi vậy đó, em thấy có những người họ chỉ có quan tâm tới người yêu của họ không à. Đúng là phải quan tâm tới người yêu của mình, nhưng mà phải biết những người xung quanh nữa, phải quan tâm tới những người xung quanh, tới bạn bè. Chẳng lẽ bây giờ em đi chơi em hẹn với bạn trai em đi tới 2 cô bạn gái, rồi bây giờ cái bạn trai của em phải ga lăng hết 3 người phụ nữ luôn hả? Dạ đúng rồi. Đất ơi. Không, điều đó anh nghĩ đúng chứ đâu có gì sai đâu các Tường. Không, không có được. Tự nhiên đi, bây giờ là em đi với bạn gái em mà vô bạn trai em cứ tôi ngày lo cho bạn gái em không, sao em chịu được? Đâu có được đâu anh. Anh nghĩ là được, bởi hôm nay vì em đi đến chơi đây... nhau á, có người đàn ông thì phải lo luôn cho 3 người phụ nữ. Lo là lo khác, còn cái chuyện ga lăng là khác. Ga lăng mình chỉ ga lăng tập trung với bạn gái mình thôi chứ. Nếu vậy cũng không được, hai người kia nó sao? Đi chơi chung mà đúng không bạn? Bạn trai nghĩ sao? Dạ thì đối với em thì cái chuyện mà đi chơi chung á rất là bình thường. Đối với em thì cần có những lúc mà mình đi chơi riêng. Tại vì mình sẽ đi đến cái chuyện hôn nhân á thì phải có cái những cái điểm lắng. Mình có những cái kỷ niệm sâu sắc thì mình mới có thể là cảm nhận được cái người phụ nữ này hay cái người đàn ông này thích hợp với mình, có thể lo lắng cho mình suốt cả cuộc đời. Đúng. Tức là không lâu lâu phải có đi riêng chút xíu, không đi chung hoài. Dạ, đúng không? Rồi, dạ đúng rồi. Bạn nói lúc nào bạn đi đâu cũng có 2 người bạn gái của bạn đi chung. Vậy hôm nay đến đây bạn có đi với mấy người bạn đó không? Dạ có. Bạn ngồi ở đâu? Dạ đằng kia. Chào em. Dạ em chào chị. Là chị. Hai bạn luôn đó hả? Dạ. Là hai bạn là thường hay đi chung là 3 người một nhóm này đó hả? Em á. Bộ 3 tam cô đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn nhận xét như thế nào về bạn gái của mình? Bạn Ngân á, em chơi bạn Ngân được khoảng 3 năm. Thì em thấy Ngân là người rất là tốt bạn bè. Coi như là em có hoạn nạn gì, bất cứ em ở đâu thì bạn Ngân cũng tới giúp.
rồi gia đình em cũng gặp hoạn nạn á, thì bạn Ngân cũng giúp. Nói chung là Ngân rất tốt mọi người. Nhưng mà em có muốn bạn gái bạn Ngân của mình có bạn tìm được bạn trai không? Dạ muốn chứ chị, em muốn gả Ngân lâu lắm rồi. Em cảm nhận về cái người bạn trai ngồi bên kia như thế nào? Em thấy cũng được á chị, cho nên là quyết định đi Ngân. Ủa nếu như mà bạn Ngân quen bạn trai này rồi không đi chơi hai tụi em nữa thì sao? Dạ cũng sao đâu anh. Rồi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Mẫu người bạn gái của bạn thế nào? Dạ thì em thì không có quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Đối với em thì cái nội tâm nó vẫn sâu sắc hơn. Bạn gái em phải biết sống một chút xíu, sống cho mình, sống cho người thân và sống cho xã hội anh. Bạn biết nấu ăn rồi, bạn có mong bạn gái của mình, vợ của mình biết nấu ăn không? Dạ thì biết thì càng tốt, mà không biết thì cũng chẳng sao. Không biết em nấu đúng không? Dạ, đơn giản nấu ngon hơn mà. Thôi, chúng ta sẽ xem mặt hai người thế nào. Chào bạn. Bạn sống bờ vai rất vững chãi. Bạn sẽ có người che chở dù nắng hay mưa. Có bóng mát, có mưa thì cũng không ướt đâu mà sợ. Cái gì kỳ vậy? Bởi có người che rồi. Ngoài cái chuyện mà cao 1m75 hả em? 1m75 trở lên. Ây da, hơi tròn, có tròn được không? Nghe bóng mát tôi nghi mập rồi đó. Nhìn vô là men chị, đàn ông. Trời cái này khó quá, men, đàn ông. Cao 1m75. Dạ chào chị. Chào bạn. Rất men. Cao được mét nhiêu? Dạ em thiếu 2 phần. Thiếu 2 phần hoặc là không sao. 1m8 đó. 2 phần 1m8 đó, cao lắm à. Gia đình bạn có đưa ra cái tiêu chí gì khi mà... Đối với mẹ em thì nó cũng đơn giản lắm. Là thấy làm thì làm, thấy ăn thì ăn. Có nghĩa là khi mà mình đến một cái nơi nào đó thì có người thấy người ta làm thì mình làm phụ. Khi mà dọn ăn thì mình biết dọn ra ăn cùng. Rồi như thế thôi, đơn giản. Không cần phải cái chuyện là giàu nghèo hay là miền Bắc, miền Nam, rất là đơn giản. Bạn đã sẵn sàng để mà lập gia đình chưa? Dạ, em đã sẵn sàng hơn 1.5 năm qua rồi chị. Hy vọng là bạn sẽ tìm được đúng cái đối tượng của mình. Thôi, chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Xin mời, kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Xin chào anh. Anh xin chào em. Anh có gì hỏi em, anh hỏi đi. Anh thì anh rất là nhiều, có nhiều câu hỏi để hỏi em. Nhưng mà cái câu hỏi anh muốn hỏi nhất á là ví dụ đề cập đến cái chuyện đi chơi nãy đi, anh đi chơi với em thì có hai bạn em theo, anh sẽ có thể rủ thêm bạn của anh theo được, được không? Được anh, được em ủng hộ. Thì để cho gọi là có đôi có cặp. Dạ. Chứ mình đi như vậy thì bạn em cũng sẽ thấy buồn buồn chút xíu. Dạ. Anh quan điểm như thế nào về người phụ nữ hiện đại? Nói chung là người yêu anh muốn sao thì anh chịu vậy, nhưng đừng có quá đáng thì được rồi. Hay cảm nhận về nhau đi. Dạ. Em hay nói cảm nhận về bạn trai. To thì em thấy có to rồi đó. Em cảm nhận bạn gái như thế nào? Dạ thì cũng nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp với cái đối tượng em đang tìm. Nhưng mà không biết là có chung là chịu nổi cái số ký của em hay không thôi. Bây giờ đã ưng trong bụng rồi phải không? Dạ. Bây giờ mình tập, thí dụ giờ em cầu hôn bạn gái mình tỏ tình thì mình làm thử coi. Tại vì bạn này cái gì cũng được, các bạn cần sự bất ngờ. Em làm thử coi. Bất thử hả chị? Làm thiệt luôn á, thử gì? Thử được okay, là tới luôn đó. Làm thiệt luôn kìa. Dạ Quân thì cho em xí chút xíu. Gì vậy? Thì để đồ bên đây, để đồ bên đây. Gì vậy? Dạ đang tỏ tình. Không được hôn em nha. Không có hôn. Đố em biết ai đây? Đố khó quá ha. Đố em biết ai đứng sau lưng em đây? Thôi khó quá. Em hãy trả lời những lời anh nói đi. Dạ, người tham gia chương trình với em đứng sau lưng em. Không. Vâng, chào em. Dạ, chào anh. Hôm nay anh có cái món quà này tặng đến cho em. Cảm ơn anh. Nếu sau này mình tìm hiểu nhau thì em có đồng ý làm vợ anh không? Dạ, cái đó tùy vô duyên số đi anh. Vậy anh phải kiếm cái số là nó có duyên với em mới được. Dạ. Cảm nhận sao bạn? Có bất ngờ gì? Dạ, cũng bất ngờ á. Nói chung là em cảm nhận là thấy anh cũng chân thành, dễ thương. Vậy mình quyết định hẹn hò nha em nhé. Dạ, phụ thuộc vào bấm chuông nha anh. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đặt tay lên chuông và bấm nút. Quyết định có bấm nút hay là không. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút. Và ngược lại. 1
mừng hai bạn. Sau khi em nhận được món quà cầu hôn của ảnh thì trong lòng em thấy như thế nào? Em thấy vui, hôm nay là ngày cuối tuần đó, hình như là ngày hôm nay là ngày cuối tuần vui của em. Còn bạn? Dạ thì em thấy vui nhưng mà nó run. Người ta không có run mà mình đàn ông mà mình run. Dạ không, tại vì đứng cái người phụ nữ đẹp nó run chứ gì. Chúc mừng hai bạn. Đây là một món quà mà chương trình dành cho hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ có những giây phút thư giãn, lãng mạn và tìm hiểu nhau khi xem phim. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình. Mời các bạn đi xem phim.